Chào mừng mọi người trở lại với kênh của Kim. Hôm nay Kim sẽ tiếp tục với cái video lần trước mà đang còn dang dở với hai cái chủ đề, và hôm nay sẽ là cái chủ đề còn lại. Bình thường khi mà nhiều bạn nhắn tin hỏi thăm Kim về chương trình bên này thì có một vấn đề mà Kim biết là các bạn cảm thấy nó hơi là tế nhị, nhưng mà thật sự là bạn nào cũng rất là muốn biết, thì Kim cũng từng như thế nên là Kim hiểu thôi. Đấy là sau khi mà các bạn hỏi thăm tất tần tật về cuộc sống, về công việc bên này, thì các bạn sẽ muốn biết là rốt cuộc rồi sau những công việc đấy thì số tiền lương mà nhận lại sẽ là bao nhiêu, như thế nào. Thì nhiều bạn sẽ ngại nói về cái vấn đề tiền lương, nhưng mà với Kim thì Kim quan niệm là thì làm bao nhiêu đó thì có bao nhiêu đó lương. Số tiền lương mà chúng ta nhận được không đồng nghĩa với việc trong tài khoản của chúng ta có bao nhiêu tiền, đúng không nào? Lương 10 triệu mà đối với người mang đi đầu tư, mang đi mua chứng khoán, đi buôn bán các kiểu, thì chúng ta đâu có biết là trong tài khoản của người đấy có khi còn có tới hàng trăm triệu mỗi tháng. À không, mỗi một tháng thì hơi điêu, nhưng mà sau một thời gian tích lũy là ngắn hơn bình thường là đã có được cái số tiền đấy trong túi rồi. Nhưng mà lương 10 triệu đấy mà mang đi mua cái iPhone 13 Pro, Pro Max, rồi đi chơi nước này nước kia các kiểu, thì các bạn nghĩ xem, nhiều khi còn mang nợ chứ làm gì có đồng nào trong tài khoản mà mang về. Vậy nên là bạn nào mà hỏi tài khoản mình có bao nhiêu tiền thì đương nhiên là tùy người rồi, sẽ có người mình sẵn sàng chia sẻ mà có người sẽ không, cảm thấy không cần thiết phải nói những điều đấy. Nhưng mà các bạn chuẩn bị qua đây làm việc và các bạn muốn biết số tiền lương các bạn nhận được là bao nhiêu, như thế nào, thì Kim sẵn sàng sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng làm rõ cái điều đấy. Thì chúng ta vào việc luôn nha. Theo như Kim được biết thì lương của thực tập sinh ở bên Đan Mạch này, theo như diện chương trình thực tập sinh nông nghiệp mà Kim đi là như nhau. Tức là do nhà nước quy định chứ không phải là do tùy vào mỗi farm. Bảng lương mà cuối tháng công ty gửi cho các bạn thì sẽ gồm có những cái mục cơ bản nhất là giờ làm, số tiền làm mỗi giờ, số giờ làm tăng ca, số tiền ứng theo cái số giờ làm tăng ca, số tiền thuế các bạn phải đóng, và có, mình nghĩ là các công ty khác chắc cũng giống công ty mình, đó là tính luôn cái tiền nhà vào trong cái tiền bảng lương đấy. Ngoài ra có thể nó sẽ có thêm một cái số mục như là như công ty mình thà có trừ tiền trái cây này, từ tiền trái cây ăn 2 tuần hoặc là theo mỗi tháng, trừ cái tiền tổn hao gì đó của công ty gì đấy, rồi cái tiền tích lũy holiday các bạn nhận được, và một cái số dòng lẻ tẻ ở dưới liên quan đến cái lợi ích, quyền lợi mà tích lũy theo cái ngày làm, giờ làm gì đấy. Thật ra mấy cái đấy mình bị vô tâm với các bạn, mấy cái đấy mình không có đào sâu, không có nghiên cứu gì lắm. Nhưng mà cuối cùng rốt cuộc cái bảng nhiêu nhận được sẽ là cái tiền sau khi trừ thuế và sau khi trừ tiền nhà, và đấy là cái số tiền mà mình thoải mái tiêu dùng về ăn uống hay làm gì này, là trong ngân hàng và là của mình đó. Và đây là cái cách tính lương cơ bản nhất nhá, cách tính lương mà mình sẽ cho nó sai số tầm khoảng 100-200 caron gì đấy, ví dụ như trừ tiền lung tung gì đấy khoảng 100-200 caron thôi. Thì ở bên này á sẽ có hai kiểu trả lương, đó là trả lương theo 2 tuần một lần hoặc là trả lương theo tháng. Thì đối với cái việc mà trả lương theo 2 tuần hoặc trả lương theo tháng thì nó sẽ có một sự khác biệt, đó là số tiền miễn thuế sẽ khác nhau. Tức là nếu bạn nhận lương theo 2 tuần một lần thì số tiền miễn thuế của bạn sẽ là khác với cái số tiền miễn thuế khi mà bạn nhận lương 1 tháng nhận một lần. Cái tiền miễn thuế các bạn là cái tiền mà các bạn sẽ không phải đóng thuế. Rồi bây giờ nè, tiền lương 1 giờ làm là 71 caron, mình nói khoảng thôi, 71,3,4 gì nhá nè. Thì 71 caron trên 1 giờ làm, 1 caron thì bao nhiêu tiền Việt, thì các bạn ra Google các bạn đổi đi. Các bạn làm tăng ca 2 tiếng đầu tiên sẽ được nhân 150% cái tiền lương đấy lên. Làm tăng ca từ tiếng thứ 3 trở đi sẽ được nhân 200% số tiền lương đấy lên. Giờ làm trung bình một tuần đó là 37 tiếng. Tất nhiên là đối với farm thì người ta sẽ linh động, tức là mùa ít việc thì sẽ làm tầm 34,5 tiếng, rồi mùa bình thường làm 37 tiếng, rồi sẽ có một mùa nhiều việc người ta sẽ làm 42 tiếng một tuần. Tức là làm nhiều nhưng mà không được tính giờ tăng ca đấy các bạn, mà làm ít. Lâu lâu tăng ca, cần việc quá thì tăng ca lên thì nó cũng không bao nhiêu, nên là nó linh động như thế. Thì các bạn cứ tính trung bình một tuần là 37 tiếng. Rồi bây giờ tính tiền lương này. Đây, rồi mình nhìn cái công thức này.
bạn nào mà thật sự mà quan tâm á, các bạn dừng cái màn hình lại, sau đó thì các bạn ngồi các bạn tính thử xem ha. Cái tiền miễn thuế của 2 tuần thì nó khoảng 3.500 đến 3.900 tùy người, tùy vùng làm việc sau đó. Còn nếu mà theo tính theo lương theo tháng á thì nó vào tầm 7.500 đến tầm 8.200, 8.300 gì đấy, thì cũng tùy người luôn, thì các bạn khoảng chừng đâu khoảng bao nhiêu đấy rồi các bạn ngồi các bạn tính thử ha. Có lẽ là các bạn sẽ thắc mắc tại sao số tiền miễn thuế này lại là tùy mỗi người khác nhau trong khi lương là giống nhau. Ngày xưa mình cũng thắc mắc như thế đấy, nhưng mà nó liên quan đến cái sự khai thuế, và thì cái tiền miễn thuế này nó cũng là do nhà nước quy định tùy vào cái sự khai thuế về nơi làm việc, nơi ở, độ tuổi rồi sau đó. Thì nếu bạn nào trực tiếp tham gia chương trình thì các bạn nên có một sự tìm hiểu thật là cặn kẽ và chi tiết về cái vấn đề này, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi của chúng ta. Và mình nói thêm một chút về cái giờ làm, thì mình sẽ làm từ thứ hai đến thứ sáu. Giờ làm cơ bản mỗi ngày là nó rơi vào tầm 6,5 đến 8,5 tiếng. 8,5 tiếng là nhiều nhất, và những ngày làm 42 tiếng một tuần là nhiều việc thôi. Còn bình thường làm 6,5 tiếng, 7 tiếng, 7 tiếng rưỡi, một hoặc là hai ngày trong tuần làm 8 tiếng thôi. Đấy là giờ trung bình. Còn cái việc tăng ca thì cũng tùy farm. Có farm sẽ tạo điều kiện cho chúng ta tăng ca, hoặc là tại vì farm quá nhiều việc nên cần chúng ta tăng ca. Nhưng mà tăng ca hay không là do quyền của chúng ta quyết định. Chúng ta say yes thì chúng ta tăng ca, mà chúng ta không muốn tăng ca thì say no là xong, và người ta sẽ không hề ép buộc mình cái chuyện đấy. Và có những farm thì mình nghe nói là chủ còn nói là sẽ không có tăng ca nữa cơ, mà thật sự không có tăng ca là một điều đáng buồn đấy các bạn. Nếu mà các bạn đi làm vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc là những ngày lễ mà ví dụ công nhân bình thường ở công ty nghỉ mà các bạn đi làm, thì mặc định các bạn sẽ được tính tăng ca từ cái lúc bắt đầu đi làm là được tính tăng ca rồi, và cứ 2 giờ đầu tiên là tính tăng ca nhân 150%, còn từ giờ thứ ba trở đi sẽ được tính là nhân 200%. Nếu thật sự mà được đi làm ngày lễ hoặc thứ bảy chủ nhật đấy, sướng cực kỳ luôn, làm một ngày mà bằng bình thường làm 2 ngày cơ. Và vừa rồi thì các bạn đã tính được tiền lương sau thuế, nhưng mà có một khoản tiền cũng vô cùng to lớn và to tát các bạn nhớ trừ đi trước khi các bạn nhận lương, đó là tiền nhà. Riêng cái tiền nhà thì sẽ khác nhau ở mỗi farm. Điều kiện ăn ở nói chung ở đây thì mình thấy là vô cùng tốt. Nhà ở, phòng ở vô cùng kiểu là đầy đủ tiện nghi, bếp núc, nồi niêu, son chảo, máy rửa chén, máy hút bụi, rồi máy sấy, lò sưởi gì là đều đầy đủ hết. Nhưng mà giá thì sẽ theo tùy farm. Như farm mình đang ở thì mình cảm thấy nó mắc nhất trong tất cả các farm mà mình quen biết bạn bè mình ấy, thì farm mình ở và rơi tầm 2.700 đến 2.900 một tháng. Không, tính nếu mà tính theo tháng thì nó phải rơi vào tầm 2.800 đến 3.100 một tháng. Đấy là tính nếu mà tính tiền lương theo tháng là 3.100, thấp nhất là 2.800, là tính theo tiền Việt là khoảng 10 triệu đấy các bạn, 10 triệu với 5 đồng một tháng đấy. Nếu mà ở chung thì nó sẽ thấp hơn tầm 2.400 đến 2.500. Đấy, nó chỉ thấp hơn được từ nhiêu đấy thôi. Nhưng mà một số farm khác thì mình thấy nếu như mà các bạn ở chung hai người với nhau thì nó thấp hơn hẳn một nửa so với công ty mình. Trong khi công ty mình thì tính theo đầu người, còn như bên công ty khác thì tính theo phòng, thì hai người thì chia ra thì rẻ hơn. Mình quên mất là lúc nãy mình có nói đến một cái mục, đó là tiền trái cây. Thì bình thường đi làm thì chúng ta sẽ có hai cái lần nghỉ break. Break 1 là vào lúc khoảng 9 giờ và break 2 vào khoảng lúc 12 giờ trưa để ăn trưa. Mỗi lần nghỉ như thế là khoảng 25 phút. Và trong cái lúc giờ nghỉ đấy thì chúng ta sẽ có trái cây, có bánh ngọt, lâu lâu sẽ có bánh ngọt, có cà phê, có trà, có nước nóng, có đường này kia để uống, rồi để ngồi nghỉ, để chuẩn bị đi làm tiếp. Thì vậy nên là mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta sẽ đóng khoảng mấy chục caro nên nó không đáng bao nhiêu hết á. Thì trên đây là mình đã chia sẻ về tiền nhà và tiền lương ở bên này nhá. Các bạn chuẩn bị sang, hoặc là một số bạn tò mò nuôi mình bên này là không biết giàu không, thì các bạn cứ lấy ra tính sơ lược ha. Đấy là tiền trừ tiền nhà, trừ tiền thuế, rồi còn tiền ăn uống, đi chơi, đi bời thì ha, tùy mỗi người sẽ có một cái sở thích và nhu cầu riêng. Thì cái đó thì mỗi cá nhân mới biết được thôi, chứ làm sao mà ai biết được mà tính các bạn ha. Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho một số bạn. Và nếu mà các bạn có bất cứ một câu hỏi hoặc là thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp gì thì hãy comment ở bên dưới video giúp Kim nha. Và Kim sẽ hoàn thiện ở những video tiếp theo. See you!